Trời trời, sao mẹ phát hiện ra con cứ nhìn mẹ là có vấn đề rồi hả? Nói cho mẹ nghe đi, con muốn gì hả? À, con muốn ăn cơm hả? Thế mà ăn cái gì? À, con muốn ăn cơm đấy hả? Mập như thế rồi, áo mặc không lên được nữa rồi mà còn muốn ăn nữa hả? Thôi thôi, đừng đừng đi nữa, đừng đi nữa, quay lại ăn. Ôi rồi. Mẹ nói vậy thôi chứ làm gì mà không cho con ăn, đúng không?